bếp thì chủ yếu là cái yêu cầu của bà xã, thì mong muốn là cái có một cái bàn đảo thật là to và đẹp. Với lại cái bếp thì nó cũng có nhiều cái chức năng để người vào bếp và giờ sử dụng đó. Lúc mà làm cái bàn đảo này thì anh kiến trúc sư cũng có tư vấn anh, nói chung là cũng cân nhắc nhiều loại đá, nhưng mà sau qua cái giới thiệu thì anh thấy cái đá của Vico Stone thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Màu sắc này thì do vợ chồng anh lựa chọn. Ban đầu thì vợ anh muốn cái vân nó to lên, nhưng mà sau thì anh nghĩ lại lấy cái vân loại vân nó mỏng mỏng lại tí thì nó phù hợp hơn. Trong quá trình mà vệ sinh thì anh thấy rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần mình lau sơ qua xong rồi mình xịt một tí cái nước lau bàn lên, mình chùi là nó bay ngay, nó sạch ngay các bạn. Cũng có một nhiều khi mình bận bịu quá, con cái rồi mình bận bịu quá thì mình cũng để đó một tí, nhưng mà tới lúc thì mình chùi xong thì nó vẫn bay hết, nó vẫn giữ được màu trắng chứ nó không bị ố, không bị ố vàng hoặc là nó bị sạm màu đi. Qua 3 năm sử dụng thì anh thấy là cái chất lượng đá nó vẫn tốt như lúc mình mua. Màu sắc nó không bị phai mờ, và những cái lúc mà mình thức ăn đồ có rơi rớt xuống là mình cũng vệ sinh rất là dễ dàng. Nói chung đáp ứng là khoảng là mong ước của vợ chồng anh là khoảng là 99% rồi đấy. Anh thấy là về cái chuyện mà lựa chọn cái sản phẩm mà có khả năng mà vệ sinh tốt thì nó quan trọng nhất, nhất là cái loại mà mặt bằng đá này, mà nếu mà cái khâu vệ sinh mà không tốt thì nó rất nhanh bị xuống cấp cái bàn. Lựa chọn đúng cái sản phẩm thì vừa là cái bàn của mình là nó bền đẹp theo thời gian mà giữ được cái thẩm mỹ của cái ngôi nhà.